Hello là ok, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của chú chó đá hai chân xú xí sọn bông bé bỏng về miếng mồm mỉm. Thì ở tập zombie thứ 39, anh Thắng cùng với chị Hiền để lấy được cái manh mối tiếp theo dẫn đến vị trí của cái công thức điều chế thuốc dại chống zombie đó cả nhà. Anh Nghi với Hiền, cái đó chính là cái công thức để mình có thể điều chế ra được cái loại vaccine. Cố lên này, cố lên. Nhanh lên chứ không á, lại zombie kia nó quay lại. Hiện thử thách số 2, 1 phút để đến thử thách bắt đầu. Hiền ơi, vậy là mình chỉ có 1 phút để tới ngay chỗ cái chuồng khỉ thôi. Sợ chị Huy để gửi đến thông báo là phải đến cái chuồng khỉ trong vòng 1 phút. Thì liệu như đội chi bắt zombie sushi soạn có thành công đến chuồng khỉ để lấy được cái manh mối tiếp theo hay không? Thì mời cả nhà đón xem bài tập ngày hôm nay nha. Su nói á, là manh mối trên đây cả nhà. Xong đi Su. Nói ok cả nhà nha, hiện tại là mình đã có mặt ngay tại mà nơi sợi dây nói là những cái chú khỉ nè. Đó cả nhà không, ở đây rất là nhiều khỉ nè, một chuồng nè. Đó, bên đây một chuồng nữa nè nha cả nhà. Đó, thì chắc chắn là cái khu vực bên đây sẽ chứa manh mối thôi. Ý hai. Đúng rồi. Không. Hiện tại là mình đã tìm ra được cái nơi thực hiện cái thử thách số 2, chính là cái chuồng khỉ đó nè cả nhà. Thấy chưa? Chuồng khỉ nó hung hăng quá hai. Đó, thì biết lý do tại sao nó hung hăng không? Đây nè. Đây làm gì nó đâu? Nè. Ở đây nó muốn bèo về cái bóng nước á hả? Đúng rồi, ở đây sợ chị Huy đã đưa cho mình rồi nè. Bong bóng nước chắc chắn là để thực hiện chỗ, cái nhiệm vụ gì đó. Nó thấy xu bóng kìa. Giống như là nó thấy mình cầm cái đây để chuẩn bị thực hiện thử thách á, là nó kiểu nó bảo vệ á. Thì bây giờ á là mình sẽ coi thử là sợ chị Huy gửi cho mình cái gì nha cả nhà. Ôi, mình vừa kịp lúc này Hiền. Đó 3 2 1. Đó. Mày ghê luôn á. À, sợ chị Huy, đây sợ chị Huy có gửi lại tin nhắn để anh đọc thử coi. Sợ chị Huy nói á là thử thách lần này chính là thử thách bowling thiên xạ. Hiện tại là sợ chị Huy đã bố trí cho mình một cái sân để có thể thực hiện thử thách. Đó, thì cách cái con này tầm cỡ 20m là anh Nguyễn ngồi kia kìa. Đó, và hãy dùng những cái lọ bong bóng này và bia đổ trong vòng 5 phút thì sẽ hoàn thành được thử thách. Đúng rồi cả nhà ơi, ngay tại cái chuồng khỉ đây đã có cái vật dụng để tiến hành vượt qua cái thử thách tiếp theo nhằm đi đến được cái công thức để điều chế thuốc dại chống zombie đó cả nhà. Đây chính là thử thách bowling nước mà sợ chị Huy đặt ra cho đồ chi bắt zombie xuống phía sọn đó. Số bông nào không? Ê, số bông kia ai? Hiện tại mình đã tìm được cái thử thách thứ hai của cái manh mối dẫn tới cái bản công thức chế tạo thiết thanh rồi. Đó chính là thử thách bowling đây nha cả nhà. Ở đây cả nhà thấy không? Đó, sợ chị Huy đã bố trí cho mình tất cả những cái cuộn chạy như thế này. Và sợ chị Huy đã nói là trong vòng 5 phút cần phải dùng những cái quả bóng bóng này nè. Đó, mình làm sao để có thể ngã hết đống này thì sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Đó, thì Hiền, theo anh nghĩ là với cái tài thiện xạ của Hiền á, thì Hiền có tự tin Hiền thực hiện được cái thử thách này không? Chắc chắn là được rồi, chắc chắn cái màu nó là gì? Bao nhiêu? 2 phút rồi nha cả nhà. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho chị Hiền thực hiện thử thách để xem thử là chị Hiền có hoàn thành được cái thử thách nào không nha. Bia cái trường chú sâu bao nhiêu? 1, 2, 3, bắt đầu. Mình sẽ bia cả nhà. 1. Đi dậy. Chuồng chân ra. 1. Đập. Đi số. Số bao đi ra. Okay. Thì bây giờ là số bao sẽ ngồi bên đây để coi chị Hiền thực hiện thử thách nha. Rồi, cố lên Hiền. Với ta thiện xạ đúng không? Bia được coi. Đây, chéo đầu tiên nha cả nhà. 1, 2. Rồi, đó. Đây. Luôn rồi cả nhà. Ngã đâu? Rồi, đây, đây những cái này chưa. Đây cái này ngã nè. Đó. Hai cái này ngã nè. Rồi, hiện tại là ngã được phân nửa cái chai rồi nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là hiện tại còn là 2 4 6 8 10 12 14. Rồi. Cả nhà. Rồi, hiện tại là còn lại 3 chai. Rồi, ok 3 chai. Rồi, còn 3 chai. Bông lại cản trở. Bông đi ra. Bây giờ bông không ngán luôn mà bây giờ làm sao đây? Cố lên. Đỉnh vậy. Còn một chai cả nha. Với cái tài thiện xạ của mình ấy, chỉ trong vòng 3 quả bóng lại bia gần hết được rồi. Đúng một quả thôi nha cả nhà. Một quả thì cái phạm vi nó rất là nhỏ thì bia nó rất là khó luôn. Coi thử chị Hiền sẽ như thế nào đây. Sao chừng lúc vậy? Thật rồi. Không được. Rồi, ok, hiện tại là vẫn còn 3 phút nha cả nhà. Thôi cả nhà. Mình chơi như thế này thì mình mới thắng được. Bây giờ sẽ liên hoàn
Dùng luôn. Ok cả nhà, bây giờ còn một quả thì bây giờ mình phải thông minh lên. Mình bi một một thì không bao giờ mình bi trúng được. Mình sẽ dùng 5 trái bi với một quả bô lên chắc cái này trúng rồi cả nhà. Cái trái bô lên cuối cùng nó đã vỡ rồi. Đó, quá giỏi hơn Thiên Vơi. Anh muối chưa hay? Có rồi Hiền. Hiện tại á, sau khi mà Hiền hoàn thành được cái thử thách á, thì Sở Chỉ Huy liền gửi cho anh một cái vị trí để định vị này Hiền. Đó, Hiền thấy không? Đây là cái hồ nè. Mình cần phải tới cái nơi đây, cây cạnh cái hồ. Đó, thì mình sẽ tìm được cái manh mối dẫn tới cái công thức đó Hiền. Vậy đây. Bây giờ mình phải đi. Nhưng mà chỗ này rộng lắm hay ơi, hay nhìn nè, công viên này rộng lắm. Đúng rồi, nhưng mà được cái Hiền bây giờ nè, Hiền thấy không? Nè, nó y như là nó có cái chỉ hướng, định hướng cho mình á. À, mình đi đâu là nó di chuyển theo đó. Đó, đúng rồi nè, đó, cả nhà thấy không? Bây giờ mình chỉ cần đi theo thôi là nó sẽ tới đó luôn. Vậy đi. Nhanh lên hai, nhanh lên. Hiền ơi. Đây nè, Hiền ơi, Hiền coi nè. Đây là cái nơi mà Sở Chỉ Huy gửi cho mình nè, nó cạnh cái bờ sông luôn nè cả nhà. Đó thì gần đây rồi hai. Đúng rồi, nhưng mà cả nhà nhìn đi, ở dưới đây là cái ngõ cụt, một cái vực luôn. Đó, không thể nào mà leo xuống được, chắc chắn á là sẽ có một cái đường khác để đi tới Hiền. Đó. Cứ đi theo tấm bản đồ đi, nó chỉ qua đây đúng không? Nè nè, đây, bây giờ này cả nhà, tấm bản đồ nó chỉ. Cả nhà thấy không, nó chỉ hướng này nè, mình sẽ chạy qua bên đây nha. Đi. Nhanh lên, xuống bông. Hiện tại á là anh đã xác định được cái vị trí chính xác rồi Hiền. Đó, ở đây nó nói nè là tới tìm cái cây cầu màu vàng. Đó, là chỗ đó sẽ chứa tiếp tục manh mối thứ ba Hiền. Vậy mình đi tìm cái cầu màu vàng đi hai, nhanh lên. Rồi. Đi theo bản đồ đi. Đi theo anh, nhanh lên. Hiền ơi. Hiền có thấy không? Đúng rồi, Sở Chỉ Huy gửi cho mình đúng vị trí luôn mà. Đó. Hả? Có con zombie từ xe đúng không? Đúng rồi, nhưng mà cái con zombie đây lạ lắm cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Cái con zombie đây hình như là zombie già nhưng mà cái tóc nó bạc cả nhà. Đó, chỗ cái mũ nó to ghê á. Coi trên tay nó kìa. Đó, nó đang cầm một cái tấm bản đồ kìa Hiền. Thì bây giờ á, cái manh mối thứ ba á là nằm trong tay nó nè. Ngay tại cây cầu màu vàng này đã xuất hiện một con zombie già đó cả nhà. Ôi hai ơi, Sở Chỉ Huy vừa gửi thông tin tới để em đọc cho hai nghe nghe. Manh mối nằm trên con zombie, làm sao cướp lấy tấm bản đồ. Sở Chỉ Huy kêu á là cái manh mối ở trên cầu này là đang bị con zombie giữ. Bây giờ mình phải làm sao mình vô đó, mình đánh gục cái con zombie, cướp lấy tấm bản đồ, là manh mối ở trên tấm bản đồ đó thì mình mới có thể tìm tiếp cái vật phẩm tiếp theo được. Đúng rồi, đó, cả nhà thấy không, trên tay nó đang cầm cái tấm bản đồ đó, mình nghi á, mình chắc chắn luôn đó là cái mà Sở Chỉ Huy nói mình cần lấy đó Hiền. Không phải là cái con zombie tự nhiên nó xuất hiện ở đây đâu. Bây giờ mình phải làm sao mình hạ gục nó để mình lấy cái tấm bản đồ đó. Nó vô, nó tới kìa. Nó vô. Đó cả nhà thấy không? Đó, nó á, con này đó, nó nhìn nó có vẻ là già rồi Hiền. Đó, chứ nó có nhanh nhẹn như những con zombie khác. Của con zombie già này đang nắm giữ cái manh mối tiếp theo. Bây giờ phải làm sao bắt cái con zombie già này lại, cướp lấy cái manh mối đó cả nhà ơi. Em Bông đang tiếp cận cái con zombie già này từ phía sau. Cố lên em Bông, đừng để con zombie già này phát hiện ra em Bông nha. Đó cả nhà thấy chưa, cái manh mối nằm trên tay con zombie già đó. Bây giờ phải làm sao lấy được cái manh mối này đây. Su cũng đang rất là lo lắng đó cả nhà. Em Bông và em Su đã vào vị trí sẵn sàng hết rồi. Không biết là con zombie già này có phát hiện ra hai đứa không nữa. Hiền ơi, thấy không? Bây giờ á, anh biết rằng cái con zombie này nó bị viêm khớp kìa nha Hiền. Tại vì Hiền thấy cái chân đó không? Đi cả nhắc vậy đó. Chắc chắn là nó sẽ không nhanh nhẹn đâu. Nhanh lên chứ, đi từ cái cầu đó ra tới ngoài đây, có chừng nó bỏ chạy đi á. Bây giờ á, mình vô á, mình khống chế nó. Bắn nó đi. Bắn nó đi. Hình như là mình tiêu diệt được nó rồi Hiền. Đó, nó có vẻ là bây giờ nó nằm im rồi. Đây nè. Nãy giờ mình bắn nó quá trời luôn mà.
đúng rồi. Cái tấm bản đồ mà mình cần phải tìm ra để có thể lấy được cái công thức Hiền. Sao mà đánh bại con zombie đi dễ quá vậy hai? Đúng rồi, có vẻ công việc con zombie này nó dễ Hiền. Nên năm ra mình nó chỉ cần trúng vài viên đạn là nó không thể nào hồi phục được. Hiền nhìn tóc nó bạc phơ kìa, thôi đi đi nhanh lên. Đúng rồi, tóc nó bạc luôn này cả nhà. Một chân nó bị viêm khớp rồi chứ. Đi cả nhắc nè. Chắc chắn là manh mối nó sẽ nằm ở đâu trong tấm bản đồ thôi nhỉ. Nó có kinh nghiệm á Hiền. Hồi xưa chắc chắn nó là lính đánh trận rồi. Đúng rồi, lính đánh thuê. Nó đang bắn được kìa. Cho nó đi tới tấm bản đồ được kìa. Không những nó có thể cắn được mà nó còn bắn được nữa. Bây giờ trong tay nó nhiều vũ khí quá. Hiền ơi, nó phát hiện ra cái tấm bản đồ của mình rồi kìa. Nó lấy lại tấm bản đồ rồi, giờ nó có súng luôn rồi. Hai, bây giờ em còn cái súng mini. Hai làm sao vô hay lấy lại cái súng với tấm bản đồ đi. Bây giờ cái súng này nó có chút xíu sao mà lấy lại được. Cái súng của nó bự quá mà. Chứ bây giờ mình phải làm sao đây? Chết rồi, nó bắn kìa, nó bắn đầu sổ kìa. Nó xuống, chắc là nó không thấy anh em mình nữa rồi. Bây giờ mình sẽ nhờ tới sự trợ giúp của em Bông. Bông rất là nhanh luôn. Bông chỉ cần bông chạy qua bông dụ nó. Ví dụ nó bắn á là chắc chắn là bông sẽ né được, bởi vì tốc độ của bông rất là nhanh luôn á Hiền. Đó, lúc đó anh đi từ phía sau tới, anh đập cái súng vô nó. Anh không chơi nó, anh lấy lại bản đồ, ok không? Ok. Em vô nha, em chạy thiết nhanh, em chạy nhanh nhất có thể của em luôn. Được chưa? Đó, đánh lạc hướng nó nhanh. Thì liệu như em Bông có thể thành công đánh lạc hướng cái con zombie già này để anh hắn xông vào chiến đấu với nó hay không? Thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha.